cái lịch sử, cái tâm thức của dân Việt Nam mình ấy, gần 5.000 năm đây, thì tâm thức như ta qua cái khái quát các người anh em cho thấy là có bốn chữ thôi. Đây nó chạy nha, dựng và giữ nước thôi. Chưa có một nhà tư tưởng nào, chưa có một nhà lãnh tụ nào muốn làm cho cái đất nước này vĩ đại, ảnh hưởng ra cái thế gian, thế giới rồi như thế nào. Nên khi mà nói là nếu giả sử như cái hệ thống chính trị hoặc hệ thống truyền thông hoặc là hệ thống giáo dưỡng, giáo dục hoặc là ai đó bảo là lập cái chí lớn, lập chí vĩ đại là phải đụng chạm tới cái tâm thức gần 5.000 năm của dân tộc. Còn cái chữ thứ hai, một chữ nữa là nó chạy trong tức là bất khuất, trong thụ động, trong vệ quốc thôi. À, rồi khi nó chống rồi xong, khi nó quay về nó là nó xóa cái tâm thức này, nó phải là nó rất là mệt mỏi. Nó rất là mệt mỏi. Cái đó cả một cái hệ thống nó phải nhận thức được để nó chuyển động. Nó chuyển động cái này. Nên khi mà nói lập chí lớn, lập chí vĩ đại, thế nào là chí lớn? Cái cảnh giới của chí lớn và thế nào là vĩ đại? Thực sự cái thế gian kia là cái mức độ vĩ đại nó là gì? Thì cái này nó còn bàn thảo, còn đây từ ngữ cái đã. Yeah. À, phải đưa cho nó tiếp, đưa vào cái về nhận thức, về cái trí của đã. Rồi, thứ hai bảo rằng là cái khởi nghiệp. Thì hiện nay cái khởi nghiệp của các người anh em đã nói là chỉ là cái khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng bất cứ nhà chính trị cũng phải khởi nghiệp. Nha, nhìn cái chí lớn đó mà khởi tâm, khởi trí để mà hướng cái chí lớn để hoạch định sách lược, chính sách của quốc gia, chính sách quốc gia sao nó cho nó phù hợp đó. À, thiết kế hệ thống giáo dục truyền thông để nói những cái điều nó lớn lao hơn cho dân tộc. Mấy đứa nhỏ nó sẽ bắt đầu nó hiểu rằng là cái hành trình đó bắt đầu là một cái hành trình. Nếu nó nhận thức được, nó nhận thức được. Bởi vì không có cái cho quốc một cái dân tộc mạnh, quốc gia hùng mạnh á, nó không có phụ thuộc tài nguyên, nó không phụ thuộc dân số, nó không phụ thuộc tuổi đời, nó không phụ thuộc bất cứ cái gì chính yếu của nó, mà nó phụ thuộc vào cái gì biết không? Nó có ba cái thành tố. Một là độ lớn của cái chí hướng của nó, cái độ lớn của chí hướng nó. Một con người giống một quốc gia cũng vậy, một tổ chức nó cũng giống như vậy. Cái thứ hai nó là gì? Sự minh triết của nó, chứ chính là cái học của nó, cái biết của nó, cái tiếp thu và cái gọi là khoa học, kể xã hội, kể cả về tự nhiên. Đó. Cái điểm đó là gần như cái học của dân Việt hiện nay là cái gì? Ngoại biên, ngoại vi, giao nhận du nhập tất cả mọi cái thứ mà học thuyết, lý thuyết, tư tưởng. Nói đúng ra đó là đang là nô lệ. Nó là dân tộc tiêu thụ văn hóa chứ không phải là dân tộc sáng tạo văn hóa. Đó là điểm thứ hai. Một dân tộc mà một năm như vậy, một người đọc chưa tới một quyển sách thì đó là có báo động. À, báo động, biết chữ đồ nhiều nhưng mà như vậy là báo động. Cái thành tố thứ ba nữa là quan trọng, cái sự đoàn kết của nó. Cái sự cấu kết đoàn kết của nó mà cái mà các nhà mà nói thế này, cái vốn xã hội của nó hiện nay nó rã rời như vậy. Nó phân ly như vậy, cái yếu đi 100 triệu cũng yếu. 1 tỷ cũng yếu nữa. Hả? Nhưng mà mình nói gì thì nói là thanh niên Việt Nam cũng đang hồ hởi khởi nghiệp rồi. À, không, bắt đầu nó phong trào cái đã. Rồi sau đó phải chuyên sâu cho nó. Dạ. Mình không có tiền ấy, thì phải có trí. Mà không có trí thì phải đổ mồ hôi, phải sức lao động. Và phải dùng nó những cái thứ đó để nó làm chút điểm tựa cho mình. Đó, điểm tựa cho mình. Nếu nói khởi nghiệp hiện nay các bạn đó, nó gần như nó không phải là con số 0 nữa. Nó có điều kiện đủ thứ nằm nào, môi trường mới độ. Cho ngày xưa qua khởi nghiệp là con số âm. Theo anh thì một con người mà muốn thành công thì điều gì là quan trọng nhất? Cái chí hướng. Chí hướng. Cái chí hướng của quan trọng. Chính đó là thôi thúc nó đi kiếm tìm những cái thứ, chi kiến thức, kiến đồ, tất cả mọi thứ để nó đạt được cái điều đó. Như qua ngày xưa qua chỉ có điều đó thôi, nhưng gia đình qua không có gì cả. Rất nghèo nghe. Và cũng không có gì trái ngành, trái nghề qua tất cả mọi thứ. Nhưng chính cái đó là thôi thúc nó dẫn mình đi. Đang giống như đang làm báo, làm sao là đầu tiên xong này đó, mình sẽ là quản trị hết tất cả mọi thứ. Mình phải đặt ra những cái thứ này, hoặc là xa hơn. Mà nếu vậy thì mình cần những cái loại gì? Hiện nay mình cần những cái bước đi gì? Mình vẽ một cái sơ đồ cho mình đi. Mình vẽ cái bản đồ tư duy, mình nhìn qua trong đó. Hiện nay mình muốn, ví dụ mình đạt mục tiêu là thôi trưởng ban tôn giáo, tuyên giáo đi. Hả? Bây giờ cần cái gì đây? Đạt được cái gì thì vẽ ra đi ha. Đó, mặt này mặt kia mình cần trang bị đủ. Kể cả mà đắc nhân tâm, quan hệ, quan đồ gì đó, phải không? Ngoại giao hay đâu. Theo anh thì sách nó có tầm quan trọng như thế nào? Không, nó quan trọng lắm. Cái kiến thức, cái tri thức là quan trọng. Chính nó là ánh sáng dẫn đường. Cái sức mạnh này. Nên qua nói, không ai lấy hết, có thể lấy hết tài sản. Người Do Thái nó có nói một câu, có thể lấy hết đi mọi thứ, nhưng nó không ai lấy được cái kiến thức trong đầu, trong tim của mình. Ánh sáng trong tim như kiến thức, không ai lấy được.
cái đó nó là cái thứ mà dân tộc này đang thiếu. Một dân tộc mà một năm chưa đọc tới một quyển sách một đầu người thì không thể nào chấp nhận được, không thể, nên nó cứ yếu hèn hoài. Còn những cái gì mà mình đọc trên mạng đây là những cái thông tin hời hợt nghe, đó là phần ngọn, nó bao giờ phải là cái nền tảng của một con người hoặc là một cái nền tảng của một xã hội muốn lên ở một cái bờ tầng khác. Nên cái sức mạnh của một quốc gia khi qua nói đầu tiên là gì, phải đo được cái độ lớn của chí hướng của nó, đó là thành tố quan trọng nha. Còn một con người cũng giống quốc gia vậy thôi nha. Thứ hai đó là gì, cái sự minh triết của nó, quốc gia nó có minh triết không, tức là nó phải có cánh sáng. Thứ ba nữa là cái sự toàn kết toàn diện của nó có hay không. Ba cái này mới là mạnh, chứ không phải là diện tích, không phải là quy mô dân số, không phải tài nguyên, không phải gì hết. Lịch sử của nhân loại nó đã chứng minh hết tất cả mọi thứ. Cuộc đời mình nghĩ sao mình sẽ thành như vậy, cái đó là luật hấp dẫn của tạo hóa nghe. Hãy hiểu về luật hấp dẫn và luật cấm. Nếu mình nghĩ tích cực thì đời mình sẽ trở thành tích cực, mình nghĩ tiêu cực thì đời mình tiêu cực. Tại sao không nghĩ tích cực mà nghĩ lớn? Cái đó nó sẽ gây áp lực lúc điểm xuất phát. Tại vì khi mình nghĩ lớn mà mình thấy cái hoàn cảnh, những cái điều kiện thực hiện mình thấp, nó áp lực kia đó, phải chịu cái đó mình mới trưởng thành. Tất cả chỉ là thử thách. Hãy coi là những cái gì mình đang gặp đang thất bại cũng chỉ là thử thách tạm thời thôi, để nó rèn cái bản lĩnh của mình. Cái người khôn á coi thử thách là một tài sản, còn người ngu á coi cái thử thách là cái nỗi sợ hãi. Thì một dân tộc bạc nhược nó không phải, những cái áp lực lớn á đối với dân tộc mà minh triết nó coi đó là tài sản để nó tiến lên. Còn những cái người mà yếu đuối đó, dân tộc yếu đuối thì coi cái thách thức áp lực đó nó trở thành một tai họa thảm họa. Chọn lựa thì thôi, cái thái độ mà cái đó là đẳng cấp dân tộc nghe.